danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app danh. Cô xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với bộ sách cánh diều chủ đề 6 lập kế hoạch tài chính cá nhân, bài 10 lập kế hoạch tài chính cá nhân. Ta đi vào phần mở đầu trang 59 sách kinh tế và pháp luật 10. Tài chính là một trong những vấn đề mọi người đều quan tâm. Để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả, mỗi người cần lập kế hoạch tài chính cá nhân một cách hợp lý trên cơ sở khả năng tài chính của bản thân. Em hãy cùng bạn chơi trò hỏi đáp theo các câu hỏi gợi ý như sau. Bạn đã từng thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân nào chưa? Chẳng hạn như kế hoạch tài chính cá nhân cho học tập, kế hoạch tiết kiệm tiền để thực hiện một dự định nào đó, v.v. Thứ hai là mục tiêu tài chính cá nhân gần nhất mà bạn đạt được là gì? Thứ ba, hãy chia sẻ cách bạn đạt được mục tiêu đó. Thứ tư, hãy chia sẻ cảm xúc của em sau khi chơi trò chơi trên. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Cô đã từng thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân để mua một chiếc xe máy điện. Ví dụ như thế, thì mục tiêu tài chính cá nhân thì gần nhất mà cô đạt được là thu nhập 6 triệu trên một năm. Thứ ba là cách để cô đạt được mục tiêu đó là: thứ nhất là lên kế hoạch chi tiêu cho hàng tuần, hàng tháng. Thứ hai là làm thêm để kiếm thu nhập. Còn về phần thứ tư là cảm xúc của cô sau khi chơi trò chơi này là rất hứng thú và rất là vui. Ta bước vào phần 1, khái niệm kế hoạch tài chính cá nhân. Câu hỏi trang 59. Em hãy quan sát hình ảnh, đọc trường hợp và trả lời câu hỏi. Ở đây có hình ảnh 1 về tài chính cá nhân, gồm có các mục như thu nhập, về lương, thưởng, kinh doanh, v.v. Về tiêu dùng thì có chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, mua sắm, giải trí, v.v. Phần tiết kiệm là có số tiền, số tiết kiệm hay vàng và số tiết kiệm hoặc vàng, v.v. Đầu tư thì đầu tư sản xuất kinh doanh hay vàng ngoại tệ, v.v. Về phần bảo vệ là bảo hiểm và dự phòng. Ta đi vào ở phần này thì Mạnh đang là học sinh lớp 10A, vốn tự lập từ nhỏ. Mạnh đã xây dựng cho mình kế hoạch thu chi một cách hợp lý. Trước tiên Mạnh tính toán số tiền mình có. Số tiền này chủ yếu từ người thân cho, tiền mừng tuổi. Số tiền tuy nhỏ nhưng Mạnh luôn phân chia thành các khoản chi tiêu cần thiết và tiết kiệm. Mạnh còn sử dụng các biện pháp như giữ gìn cẩn thận đồ dùng học tập để có thể dùng lâu dài, ghi chép lại nhật ký chi tiêu hàng tháng để xem mình có hoàn thành mục tiêu đề ra hay không. A. Em hãy mô tả nội dung của hình ảnh trên và giải thích các yếu tố cơ bản tài chính cá nhân. Theo em, tài chính cá nhân là gì? B. Em hãy mô tả kế hoạch tài chính cá nhân của bạn Mạnh. Theo em, kế hoạch tài chính cá nhân là gì? Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Đối với yêu cầu A, mô tả nội dung của hình ảnh trên. Thứ nhất là tài chính cá nhân bao gồm thu nhập, lương, thưởng, kinh doanh, tiêu dùng, chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, mua sắm, giải trí. Về phần tiết kiệm thì có sổ tiết kiệm hay là vàng, vân vân. Về phần đầu tư là sản xuất kinh doanh, vàng hoặc ngoại tệ, vân vân. Và phần về bảo vệ thì phải có bảo hiểm, dự phòng, vân vân. Để giải thích các yếu tố cơ bản của tài chính cá nhân thì thứ nhất là thu nhập, là khoản của cải thường được tính thành tiền mà một cá nhân nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ hoặc hoạt động nào đó. Tiêu dùng là việc sử dụng những của cải vật chất, hàng hóa hay là dịch vụ được sáng tạo sản xuất ra trong quá trình sản xuất để thỏa mãn nhu cầu của xã hội. Tiêu dùng là giai đoạn quan trọng của tái sản xuất. Tiêu dùng là một động lực của quá trình sản xuất, nó kích thích cho sản xuất phát triển. Tiết kiệm là phần thu nhập có thể sử dụng không được chi vào tiêu dùng. Đầu tư là việc mua một tài sản hay mục với hy vọng rằng nó sẽ tạo ra thu nhập hoặc đánh giá cao trong tương lai và được bán với giá cao hơn. Bảo vệ là phần thu nhập có thể sử dụng cho những rủi ro trong cuộc sống. Nhận xét thì theo cô, tài chính cá nhân là việc quản lý dòng tiền của mỗi người bao gồm nhiều yếu tố liên quan như thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ. Đối với yêu cầu B, mô tả kế hoạch tài chính cá nhân của bạn Mạnh. Số tiền Mạnh có chủ yếu từ người thân cho, tiền mừng tuổi.
Thứ hai là mạnh luôn phân chia thành các khoản chi tiêu cần thiết và tiết kiệm. Thứ ba, mạnh sử dụng các biện pháp như giữ gìn, cẩn thận đồ dùng học tập để có thể dùng lâu dài. Ghi chép lại nhật ký chi tiêu hàng tháng để xem mình có hoàn thành mục tiêu để đề ra hay không. Về phần nhận xét thì theo cô, kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch về thu chi tài chính cá nhân, tiết kiệm, bảo vệ, đầu tư và phát triển tài chính cá nhân. Ta đi vào phần 2, các loại kế hoạch tài chính cá nhân. Câu hỏi trang 60. Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và cùng bạn thảo luận. Trường hợp 1, chỉ còn 3 tháng nữa là đến dịp An và các bạn cùng lớp tổ chức đi cắm trại. An tính toàn số tiền cần thiết cho chuyến đi này là 400.000 đồng. Hiện tại An mới chỉ có 100.000 đồng. An đặt mục tiêu tiết kiệm mỗi tháng 100.000 đồng để đến thời điểm đi sẽ có đủ số tiền dự kiến. Trường hợp 2, để mua một chiếc xe đạp với giá 1,2 triệu đồng thì Hưng đã lên kế hoạch cụ thể như sau. Thứ nhất là dự kiến thời gian thực hiện là 6 tháng. Thứ hai là dự kiến số tiền tiết kiệm mỗi tháng là 200.000 đồng, mỗi tuần tiết kiệm 50.000 đồng. Hưng rất hào hứng và tin tưởng sẽ thực hiện được kế hoạch để có được chiếc xe đạp đồng hành một ngày trên con đường đến trường. Trường hợp 3, Hà đang là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành công nghệ thông tin. Mặc dù đã có máy tính bàn nhưng Hà ước mong sẽ có một chiếc máy tính xách tay. Hà đã xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân trong 2 năm với các mục tiêu cụ thể như tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm các khoản tiền người thân cho, thiết kế đồ họa cho cửa hàng in ấn quảng cáo để góp phần tăng thu nhập cho bản thân. Hà hy vọng sau 2 năm kế hoạch tài chính cá nhân của mình sẽ thành hiện thực. A. Em hãy mô tả kế hoạch tài chính cá nhân, thời gian, mục tiêu, cách thức thực hiện của các bạn trong mỗi trường hợp trên. B. Theo em, căn cứ vào thời gian để thực hiện thì sẽ có những loại kế hoạch tài chính cá nhân nào? Đối với em, kế hoạch tài chính cá nhân nào dễ thực hiện nhất? Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Đối với yêu cầu A, thứ nhất, kế hoạch tài chính cá nhân trong trường hợp 1 là thời gian là 3 tháng, mục tiêu là tiết kiệm đủ 400.000 đồng sau 3 tháng, cách thức thực hiện tiết kiệm mỗi tháng 100.000 đồng. Kế hoạch tài chính cá nhân trong trường hợp thứ hai là thời gian là 6 tháng, mục tiêu là có được chiếc xe đạp đồng hành mỗi ngày trên con đường đến lớp. Cách thức thực hiện là tiết kiệm mỗi tháng 200.000 đồng, mỗi tuần 50.000 đồng. Kế hoạch tài chính cá nhân trong trường hợp 3 là thời gian 2 năm, mục tiêu là có một chiếc máy tính xách tay. Cách thức thực hiện là tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm các khoản tiền người thân cho, thiết kế đồ họa cho cửa hàng in ấn, quảng cáo. Đối với yêu cầu B, thì theo cô căn cứ vào thời gian để thực hiện thì sẽ có những loại kế hoạch tài chính cá nhân như. Thứ nhất là kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn là dưới 3 tháng. Kế hoạch tài chính cá nhân trung hạn là trên 3 tháng, 3 đến 6 tháng, từ 3 đến 6 tháng. Kế hoạch tài chính cá nhân dài hạn là từ 6 tháng trở lên. Còn đối với em thì đối với kế hoạch tài chính cá nhân ngắn hạn dễ thực hiện nhất. Đó, đối với cô thì là cái kế hoạch tài chính cá nhân dễ thực hiện. Ta đi vào phần 3 là tầm quan trọng của lập kế hoạch tài chính cá nhân. Câu hỏi trang 61. Em hãy quan sát tranh, đọc tình huống và trả lời câu hỏi. Tình huống 1, hàng tháng, Lan lập kế hoạch thu chi của bản thân để cân đối chi tiêu hợp lý, rõ ràng như mua đồ dùng thiết yếu, đồ dùng học tập, giải trí và tiết kiệm. Mục tiêu gần nhất Lan đạt được là mua cuốn từ điển tiếng Anh để phục vụ việc học tập. Thấy Lan lúc nào cũng ghi chép chi tiêu, Hằng là bạn thân cho rằng việc làm này là không cần thiết. Đối với tình huống 2, trên đường đi học về, Đức và Khánh nhìn thấy một cửa hàng giày dép mới trên phố. Trong cửa hàng có rất nhiều giày đẹp, Đức không mảy may suy nghĩ, lấy hết tiền mẹ cho, mua đồ dùng học tập để mua một đôi giày thời trang. Thấy vậy, Khánh khuyên bạn không nên chi tiêu tùy hứng. Đức gạt đi và cho rằng không phải tính toán, cân nhắc chi tiêu, hết tiền thì lại xin thêm bố mẹ. Đây là các cái bức tranh, các em cùng quan sát. A. Em hãy cho biết việc chi tiêu có kế hoạch đã mang lại lợi ích gì cho Lan. Em đồng tình hay không đồng tình với suy nghĩ của Hằng vì sao? B. Em hãy nhận xét thói quen chi tiêu của Đức. Nếu là Khánh, em sẽ khuyên Đức như thế nào? Chúng ta bước vào phần hướng dẫn trả lời. Đối với yêu cầu A, thứ nhất, việc chi tiêu có kế hoạch đã mang lại lợi ích cho Lan là cân đối các khoản chi cần thiết cho đời sống, học tập, hiểu rõ tình hình tài chính của bản thân để chủ động điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo chi tiêu đúng kế hoạch, không lãng phí, dự phòng cho các tình huống phát sinh và đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra. Nhờ có kế hoạch hợp lý,
Lan đã mua được cuốn từ điển tiếng Anh để phục vụ việc học tập. Thứ hai là cô không đồng tình với suy nghĩ của Hằng, bởi vì nếu không ghi chép chi tiêu thì không thể có kế hoạch cụ thể, thì chúng ta sẽ không chi tiêu đúng kế hoạch, lãng phí và khó đạt được mục tiêu tài chính của mình. Đối với yêu cầu B, thứ nhất là nhận xét thói quen chi tiêu của Đức. Thói quen chi tiêu của Đức là rất tùy hứng, không có kế hoạch và lãng phí. Thứ hai, nếu là Khánh thì cô sẽ khuyên Đức không nên lấy hết tiền mẹ cho mua đồ dùng học tập để mua một đôi giày thời trang. Khuyên Đức nên tính toán, cân nhắc chi tiêu hợp lý và có kế hoạch. Ta đi vào phần 4, các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. Câu hỏi trang 62. Em Hải quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Dưới đây có các tranh. Tranh thứ nhất là thiết lập quy tắc thu chi cá nhân. Tranh thứ hai là tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. Tranh thứ ba là xác định tình hình tài chính hiện tại, thu và chi thường xuyên của cá nhân. Thứ tư là xác định mục tiêu và thời gian của kế hoạch tài chính cá nhân. A. Em hãy căn cứ vào nội dung được mô tả qua các hình ảnh để sắp xếp các thứ tự bước lập kế hoạch, các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. B. Em hãy cùng bạn làm rõ nội dung của từng bước lập kế hoạch tài chính cá nhân và sơ đồ hóa các bước đó. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Yêu cầu A. Thứ tự các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bước 1 là xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân. Bước 2 là xác định tình hình tài chính hiện tại, thu và chi thường xuyên của cá nhân. Bước 3 là thiết lập quy tắc thu chi cá nhân. Bước 4 là tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. Yêu cầu B. Về nội dung của từng bước lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bước 1. Xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân. Mục tiêu của kế hoạch tài chính cá nhân đặt ra phải cụ thể, phù hợp với khả năng có dự kiến thời gian để hoàn thành. Bước 2. Xác định tình hình tài chính hiện tại, thu và chi thường xuyên của cá nhân. Xác định tài chính hiện có của mình là bao nhiêu, xem xét mức thu gồm những nguồn thu nào, chi cho những cái gì. Bước 3 là thiết lập quy tắc thu chi cá nhân cụ thể, tránh chi tiêu không có kế hoạch, cân nhắc sự cần thiết của hàng hóa trước khi mua, lựa chọn tiêu dùng thông minh. Bước 4, tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân, quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra. Khi tình hình tài chính cá nhân thay đổi thì cần cập nhật thường xuyên, điều chỉnh để bản thân có kế hoạch thực tế hơn. Về sơ đồ hóa các bước đó là: thứ nhất là xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân, sau đó đến xác định tình hình tài chính hiện tại, thu và chi thường xuyên của cá nhân. Thứ ba là thiết lập quy tắc thu chi cá nhân và đến tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân. Ta đi vào phần luyện tập. Phần luyện tập 1 trang 63. Em đồng tình hay không đồng tình với suy nghĩ việc làm nào dưới đây, vì sao? A. Bạn mờ cho rằng người dư giả tiền bạc không cần lập kế hoạch tài chính cá nhân. B. Bạn quy lập kế hoạch tài chính cá nhân nhằm chủ động cuộc sống và học tập, cân bằng tài chính cá nhân trong hiện tại và tương lai. C. Bạn V cho rằng việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là của bố mẹ, học sinh thì chưa cần. D. Bạn X cho rằng lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp mỗi người đảm bảo tài chính hiện tại, không lãng phí, không bị nợ nần. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Đối với trường hợp A, cô không đồng tình với suy nghĩ bạn mờ cho rằng người dư giả tiền bạc không cần lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bởi vì lập kế hoạch tài chính cá nhân là cần thiết cho mọi đối tượng đã có khả năng thu chi tài chính. Nó đảm bảo chi tiêu đúng kế hoạch, không lãng phí, dự phòng cho các tình huống phát sinh và đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra. Ở trường hợp B, cô đồng tình với ý kiến suy nghĩ mà bạn quy lập kế hoạch tài chính cá nhân nhằm chủ động cuộc sống và học tập, cân bằng tài chính cá nhân trong hiện tại và tương lai. Bởi vì khi quy lập được kế hoạch tài chính cá nhân giúp cân đối các khoản chi cần thiết cho đời sống, học tập, hiểu rõ tình hình tài chính của bản thân để chủ động điều chỉnh cho phù hợp. Và kế hoạch tài chính có thể được lập theo thời gian ngắn, hạn và dài hạn. Còn trường hợp của C thì cô không đồng tình với suy nghĩ bạn V cho rằng việc lập kế hoạch tài chính cá nhân là của bố mẹ, học sinh thì chưa cần. Bởi vì học sinh cũng là người đã sử dụng các khoản tiền để chi và có những khoản tiền tiết kiệm nên cần lập kế hoạch tài chính cá nhân để đảm bảo việc chi tiêu hợp lý, không lãng phí. Còn trường hợp D,
Thì cô không đồng tình với suy nghĩ của bạn X, bởi vì bạn X cho rằng lập kế hoạch tài chính cá nhân giúp mỗi người đảm bảo tài chính hiện tại, không lãng phí, không bị nợ nần. Vì khi lập kế hoạch tài chính cá nhân sẽ có sự chủ động trong chi tiêu tiết kiệm một cách hợp lý trong giới hạn. Nếu có sự thay đổi trong tài chính, bản kế hoạch cũng sẽ giúp X dễ dàng điều chỉnh mọi chi tiêu. Cô xin mời các em bước vào phần luyện tập 2 trang 63. Em hãy xác định một kế hoạch tài chính cụ thể của bản thân, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và vẽ sơ đồ các bước để thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân ấy. Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Kế hoạch tài chính cụ thể của bản thân, có thể ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Thứ nhất là ngắn hạn. Từ mùng 1 tháng 2 năm 2021 đến mùng 1 tháng 4 năm 2021 là bạn em sẽ tiết kiệm mỗi tháng sau khi đẩy chi tiêu là 1 triệu đồng, mỗi tuần tiết kiệm 143.000. Sau 3 tháng số tiền tiết kiệm tối thiểu có được là 3 triệu. Trung hạn, từ mùng 1 tháng 2 năm 2021 đến tháng 2 năm đến ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021, em sẽ tiết kiệm mỗi tháng sau khi đẩy chi tiêu là 1 triệu đồng, mỗi tuần tiết kiệm 143.000. Sau 6 tháng số tiền tiết kiệm tối thiểu có được là 6 triệu. Còn về kế hoạch dài hạn là từ mùng 1 tháng 2 năm 21 đến mùng 3 tháng 12 năm 21. Sau 12 tháng, số tiền tiết kiệm tối thiểu sau khi đã chi tiêu có được là 12 triệu. Về sơ đồ các bước để thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân ấy là kế hoạch tài chính cá nhân cho 1 năm. Ngắn hạn là 3 triệu, trung hạn là 6 triệu và dài hạn là 12 triệu. Ta bước vào phần luyện tập 3 trang 64. Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi. Mẹ Lan thường xuyên tính toán và phân chia các khoản thu nhập hàng tháng của gia đình thành các phần gắn với các mục tiêu cụ thể. Việc này được mẹ Lan thực hiện như một thói quen hàng ngày. Bố Lan thì cho rằng việc làm này là không cần thiết, mất thời gian. A. Theo em, thói quen chi tiêu của mẹ Lan có hợp lý không? Vì sao? B. Nếu là Lan, khi nghe bố nói vậy, em sẽ giải thích như thế nào để bố hiểu được tầm quan trọng của lập kế hoạch tài chính cá nhân? Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Đối với yêu cầu A, thì theo cô, thói quen chi tiêu của mẹ Lan là hợp lý, bởi vì phân chia các khoản thu nhập với các mục tiêu cụ thể sẽ giúp cho gia đình có được nguồn tài chính đảm bảo đúng kế hoạch, không lãng phí, dự phòng cho các tình huống phát sinh và đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra. Còn đối với yêu cầu B, nếu là Lan, khi nghe bố nói vậy, để bố hiểu được tầm quan trọng của lập kế hoạch tài chính cá nhân, thì cô sẽ nói với bố việc phân chia là tính toán các khoản thu nhập là rất cần thiết. Nó sẽ giúp cho gia đình biết được chính xác thu nhập bao nhiêu để từ đó đưa ra các mức chi tiêu đầu tư hợp lý trong một khoảng thời gian xác định. Nếu không có kế hoạch cụ thể, gia đình sẽ chi tiêu một cách không thông minh và thiếu hợp lý, có thể dẫn đến tài chính gia đình khó khăn. Đi vào phần luyện tập 4 trang 64. Em hãy đọc tình huống dưới đây và trả lời câu hỏi. Còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật mẹ. H lên kế hoạch tài chính cá nhân để có thể mua một món quà sinh nhật tặng mẹ. Tuần đầu H làm việc theo đúng kế hoạch, nhưng tuần thứ 2 thì H không thể thực hiện được như trước. H không hoàn thành mục tiêu do thói quen chi tiêu không kiểm soát, không tuân thủ kế hoạch đã định. H suy nghĩ không biết có thể mua được món quà sinh nhật tặng mẹ hay không. Yêu cầu em hãy sưu tầm một số quy tắc chi tiêu và chia sẻ cho H để giúp bạn có thể hoàn thành kế hoạch tài chính cá nhân trên. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Một số quy tắc chi tiêu và chia sẻ cho H để giúp bạn có thể hoàn thành kế hoạch tài chính cá nhân trên là: thứ nhất là cân nhắc những thói quen chi tiêu dùng cần loại bỏ. Những cái thói quen tiêu dùng cần loại bỏ, hãy xem ngân sách của bạn là một trọng tài và quyết định xem những khoản chi nào không cần thiết, lãng phí và nằm ngoài mục tiêu của bản kế hoạch tài chính. Thứ hai là thắt chặt chi tiêu và tiêu dùng hạ tiện. Thứ ba là đặt khung thời gian để hoàn thành mục tiêu. Hãy chia mục tiêu thành các mục nhỏ hơn, bắt đầu từ các mục tiêu cần làm ngay như thay đổi mới tủ lạnh. Sau đó là các mục tiêu xa hơn như là mua nhà. Với các mục tiêu dài hạn, cần có khung thời gian ngắn hạn, dài hạn để hoàn thành từng phần mục tiêu. Đi vào phần luyện tập 5 trang 64. Em hãy cho biết việc làm nào dưới đây thể hiện
Cách lập kế hoạch tài chính cá nhân hợp lý vì sao? A. Để thực hiện mục tiêu tài chính cá nhân đã lập, cần thắt chặt chi tiêu và tiêu dùng hạ tiện. B. Thường xuyên cập nhật kế hoạch tài chính cá nhân. C. Đánh giá tình hình tài chính hiện tại trước khi lập kế hoạch tài chính cá nhân. D. Kiểm soát chi tiêu thường xuyên khi thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Các bước ở ý A, B, C và D đều thể hiện cách lập kế hoạch tài chính cá nhân hợp lý, bởi vì đây là các bước cần thực hiện trước và trong quá trình thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân. Trước khi lập kế hoạch tài chính cá nhân, cần đánh giá tình hình tài chính hiện tại để thiết lập các quy tắc chi tiêu cụ thể và phù hợp. Trong quá trình thực hiện, cần kiểm soát chi tiêu thường xuyên cập nhật khi tình hình cá nhân thay đổi. Và để thực hiện mục tiêu tài chính cá nhân đã lập, cần thắt chặt chi tiêu và tiêu dùng hạ tiện, tránh lãng phí, không tuân thủ kế hoạch đã định. Ở phần luyện tập 6, trang 64, em hãy liệt kê các hành động cần làm để cắt giảm thói quen chi tiêu không kiểm soát của bản thân. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Các hành động cần làm để cắt giảm thói quen chi tiêu. Thứ nhất là cân nhắc kỹ trước khi mua đồ. Thứ hai là chia khoản thu nhập của bản thân thành nhiều khoản nhỏ với những mục đích chi tiêu rõ ràng. Thứ ba là xây dựng các kế hoạch chi tiêu cá nhân cụ thể rõ ràng. Đi vào phần vận dụng. Vận dụng 1 trang 64, thiết kế một cuốn sổ tay ghi chép chi tiêu mà em thấy phù hợp với bản thân. Chia sẻ với các bạn trong lớp về ý tưởng và cách sử dụng cuốn sổ tay ấy. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Thứ nhất là tiết kiệm tiền mừng tuổi từng năm. Thứ hai là chỉ dùng 1/2 tiền ăn sáng để ăn sáng, phần còn lại dành tiết kiệm. Thứ ba là mua sách vở cũ để được giá rẻ. Thứ tư là bảo quản cẩn thận thiết bị phục vụ cho việc học tập. Và thứ năm là mua quần áo vào những dịp quan trọng. Ở phần vận dụng 2 trang 64, em hãy lập kế hoạch chi tiêu cho sinh hoạt và học tập theo các bước cụ thể và thực hiện kế hoạch đã lập. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Thứ nhất là chi tiêu cho sinh hoạt. Một là mua các đồ dùng cá nhân như quần áo, giày dép, các phụ kiện. Thứ hai là chi tiêu cho ăn uống. Thứ ba là chi tiêu cho những dịp đi chơi, giải trí. Về phần chi tiêu cho học tập thì mua đồ dùng thiết yếu, đồ dùng học tập, mua sách vở, mua các loại khóa học nâng cao. Đi vào phần vận dụng 3, trang 64. Em hãy trao đổi với bố mẹ để tìm hiểu tình hình tài chính trong gia đình và dựa vào đó để đưa ra bản dự kiến kế hoạch chi tiêu hàng tháng cho gia đình mình. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Chúng ta sẽ liệt kê các khoản thu được trong tháng của gia đình. Các khoản gia đình bạn thu được trong tháng bao gồm thu nhập của bố mẹ đóng góp vào sinh hoạt gia đình, tiền lãi, sổ tiết kiệm, các tiền thưởng hay hoa hồng, v.v. Thứ hai là liệt kê các chi tiêu như tiền ăn uống, tiền điện nước, tiền sinh hoạt, tiền học đầu năm, tiền lễ Tết, tiền đi du lịch, tiền quà vặt, tiền cà phê, tiền gửi xe đi mua sắm, siêu thị. Hay là hãy dự tính các ngày phải chi và tính vào định kỳ hàng tháng. Thứ ba là liệt kê các khoản đầu tư tài chính của gia đình nếu có. Cô vừa hướng dẫn các bạn xong bài 10. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.